tình anh, muốn nói gì nói nha, nói lời phải đàng hoàng nghe chưa? Hả? Bây giờ anh muốn cái gì hả? 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 Nói chuyện mà chỉ cho ai hả? Muốn ăn thịt ai hả? Tôi nói cho cô biết nha, cô là cái đồ hả? Bất lịch sự, chuyện gia đình của người ta kệ người ta đi, mắc gì lôi gia đình của tôi vô? Cô không có quyền lôi gia đình của tôi vô, cô là đồ hết xài. Cái gì? Tôi không xài được hay là anh không xài được hả? Cô đó, cô là đồ ăn cháo đó bác. Giấy lách không giữ lấy lệ cái đồ nè cái gì vậy, cái gì vậy hả con? Sao ê, cái gì là nữ nhi mà con lại lớn tiếng như vậy. Mà con còn lớn tiếng trong gia đình của mình là con không có đúng. Nhưng mà con hết chịu nổi cái người đi đó. Không chịu nổi thì cút khỏi nhà đi, đừng có đứng ở đây nữa. Tỉnh được rồi, con nói với ba má đó. Bây giờ hát cái chuyện là mà hỗn hào với ba má như vậy, con nói thiệt. Bây giờ con đi ra khỏi nhà tôi không? Này nè, con bình tĩnh nghe má nói. Hồi nào giờ gia đình mình á văn hóa mà. Gia đình văn hóa đó con. Cho nên nói chuyện gây gỗ, đừng có lớn tiếng. Lối xóm ngay được cười, hiểu chưa? Nhỏ nhẹ. Ok, con nghe lời má. Con sẽ gây gỗ trong ôn hòa trong lịch sự. Đúng rồi, đúng. Bây giờ tôi nói cho bà biết. Bà biến khỏi nhà tôi đi. Con không hào ba má đâu. Con trai mà tự nhiên nói chuyện với con đi không? Bây giờ tôi lấy muối gạo ra tôi rải nha. Cái gì lấy muối gạo hả? Xin lỗi nha, bây giờ rải đi đây hứng nè. Bây giờ tôi đi vô tủ gạo nhà anh, tôi lấy gạo, tôi nấu cơm, tôi ăn bữa chót với ba má anh nè. Ok, chiều luôn, muốn ăn món gì? Canh chua có lóc thịt kho hột vịt với lại rau muống xào tỏi. Đó. Bà nhớ mấy món này nó nói không? Mấy món này cũng dễ mà, có gì đâu khó. Thôi được rồi, tôi đi chợ tôi mua những cái món tôi thích vậy đi. Sao vậy đi? Tôi đi với bà đi. Rồi bây giờ mọi người nhìn nhau không ăn gì hết trơn hả? Con mời cả nhà ăn cơm. Ừ, cảm ơn con. Con cảm ơn thời gian qua hai bác đã quan tâm đến con. Cái gì vậy? Ủa? Thì bây giờ người ta gấp. Thế bây giờ muốn ăn không? Muốn ăn thì người ta nhường cho nha. Thiếu gì món tại sao cần nhường? Đó nè nè đó ăn đi. Ai mượn? Ủa tự nhiên gấp cho tôi vậy? Tại tôi không cần vậy thôi, tôi bỏ cho người em của tôi. Ôi. Ôi ôi cái gì? Nhìn đủ chưa? Nè nè nhìn nè, đủ rồi. Đủ thì ăn đi. Ăn lẹ rồi vô dọn đồ cút xéo ra khỏi căn nhà này, tôi không muốn thấy mặt nữa. Ủa nè, nên nhớ nha, trời đánh tránh bữa ăn nha. Hai bác mắt làm chứng cho con nha. Cút xéo dùng những cái ngôn từ rất là nặng nề, là đàn ông con trai mà ứng xử với phụ nữ rất là tệ, rất là tệ. Tại cô không xứng đáng, cô là đồ con gái già. Trời ơi, bác nói bác thì bác. Trời ơi, cái gì vậy? Sao có má trong đây nữa? Con có nói má, con nói cổ mà cổ lật lọng. Nhưng mà ở trong bàn này chỉ có bác là già nhất thôi. Mà cái chuyện gì mà tự nhiên đâu có chuyện gì đâu mà hai đứa tụi con căng lên rồi. Làm cho nó lớn chuyện lên là sao vậy? Bộ ông biết chuyện gì hả? Tôi đâu có biết cái gì đâu, thấy nó nói tôi nói theo rồi biết đi cái gì, không biết. Cái gì mà căng dữ vậy mấy đứa? Rồi ăn xong chưa? Ủa, hồi nãy giờ có ăn miếng nào đâu, nhưng mà bây giờ no rồi không ăn nữa. Không ăn thì biến đi, vô dọn đồ biến đi. Ủa, là người chứ đâu phải là thần thánh là tiên đâu mà biến lúc nào biến. Trời vậy ơi. Thì làm ơn ăn đi. Ủa, ăn lẹ đi. Không ăn á? Bây giờ không ăn á. Đó, bây giờ thích ngồi vậy nè. Hai bác con thích nhìn hai bác ăn thì là con thấy no rồi. Dạ, con mời mọi người ăn cơm vui vẻ với cô ấy. Rồi ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi ngôi gia này, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Dạ, ăn lẹ giùm con. Ủa, chứ anh muốn tôi xuất hiện là chắc được chắc. Ôi, không có chuyện đó đâu ha. Xin lỗi cô, không nhìn thấy mặt cô tôi mừng còn hơn trúng số nữa kìa. Ôi, cỡ anh không bao giờ được trúng số đâu nha. Ê, trời ơi, Dũng, con làm gì vậy? Tức quá, con không kiềm chế là con xúc luôn rồi. Trời ơi, con mình đời đàn ông, tại sao ai đánh phụ nữ? Bác thấy chưa, lộ rõ bản chất. Trước mặt hai bác hả mà thể hiện một cái chỗ cái gì mà đánh đấm tùm lum. Nếu mà không có hai bác ở đây hả, chắc là bây giờ là con không còn là hình hài con người nữa luôn rồi. Cô bây giờ cũng không phải là con người đâu. Chứ là con gì? Cô là con quỷ dạ xoa. Tôi mới là con quỷ dạ xoa, anh là con quỷ ma đói. Cô, trời ơi, cô không ăn nữa, cô vô, cô dọn đồ, cô biến đi. Ủa, bây giờ hả? Tôi không biến á, tôi thích chừng nào tôi đi thì tôi đi thôi đó. Con nói thiệt, con quá sai lầm khi quyết định chọn người này làm vợ của con. Nè, má xin hai đứa. Má khỏi sinh, tụi con quyết định rồi. Cũng còn đồng thanh đồng thủ ghê. Nói mà nó giống người ta là sao? Tại cô mê tôi. Ê con ơi. Cô mới nói giống con. Ê con ơi. Ê con ơi. Ê con ơi. Dũng à. Bây giờ con tức quá. Bây giờ con không ăn nữa.
Tôi đi vô dọn đồ mà không cần nữa, tôi đã dọn sẵn rồi. Đi ra lấy xe, chở tôi đi ra bến xe. Sẵn sàng, tôi mừng lắm, tôi cảm ơn cô. Con xin lỗi hai bác. Trời má, ăn không vô. Trời ra, ăn vô là được. Mà tại sao phải đi đêm hôm vậy? Con suy nghĩ lại rồi, đợi ngày mai khi mặt trời lên sáng sớm tinh sương, mình đi cho nó an toàn. Trời ơi là trời, làm ớt đi lại về lẹ. Nó thương tôi lắm. Con cần kêu luôn hai cái bà kia qua chào cho đủ bộ luôn không? Chào hết, kêu hết đi, kêu hết giùm đi. Bây giờ tôi kêu hết tất cả mọi người. Một lát nữa hả, tôi đi chào từ đầu trên xóm dưới. Tôi chào hết từng cành cây ngọn cỏ. Tôi chào hết, nhưng mà tôi chào không chào cái mặt anh. Tôi tư cái mặt tôi anh ra. Tôi không cần, ba má ơi, ra lẹ lẹ cho người ta chào rồi cái. Cho cô biến giùm con một cái, chứ con ngồi nãy giờ con chướng mắt lắm rồi đó. Không biến gì đâu. Bây giờ cô đi lẹ em tôi đi. Không mà cái gì. Con hỏi ba má chứ bây giờ cứ ngồi lì trong nhà hoài à, không lẽ giờ kêu công an tới chứ. Trời ơi con ơi, con Minh nhớ mình là đàn ông đàn an, nói chuyện với phụ nữ phải nhỏ nhẹ. Sao mà con la chi mà cho nó khóc như vậy? Trời ơi má, con thấy xót sao quá chị. Nên con, nên con gái, nên có chuyện gì nói bác nghe, bác giải quyết cho. Nên sao? Bác ơi, bác đây. Bây giờ anh Dũng anh đánh anh đuổi con đi như vậy, con cảm thấy đau lòng lắm bác ơi. Những ngày đầu tiên con về đây, hai bác thương yêu, hai bác nâng niu chiều chuộng con bao nhiêu. Thì anh Dũng hả, anh đối xử với con tệ bạc bao nhiêu, bây giờ anh còn đòi đuổi con đi nữa. Con đi. Không đi đâu, ngồi đây nghe nói nè. Trời ơi, tại sao mấy bữa nay rất là yên bình trong nhà, đùng một cái là đuổi đi là sao? Có chuyện gì phải cho hai bác biết là cái nguyên do, lý do tại sao mà hai đứa gây đến nỗi mình như vậy? Mà tôi thấy có lý do gì đâu nè trời, không ai nói gì. Ba má không cần biết lý do, biết cũng không giải thích gì đâu. Chuyện của hai đứa con, hai con lớn rồi, hai con tự giải quyết được. Cô nói cô đi thì cô đi đi. Nhưng mà tôi thấy cô muốn đi mà nãy giờ cô chưa kéo cái vali của cô ra là tôi thấy tôi quế cô lần nữa rồi đó nha. Bây giờ hả, cho dù con đi, nhưng mà một lát con đi vô con lấy cũng được, có sao đâu. Đúng rồi. Tại sao hả mà thứ điều mà đánh đuổi người ta như vậy? Hả? Tại sao cái ngày mà rước tôi về đây, cái ngày mà anh kêu tôi về đây, anh không có như vậy đi hả? Bây giờ tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Đúng rồi, con đập đầu chết tôi nín đi. Bây giờ nè, bây giờ tôi nói chuyện lịch sử với con nha. Bây giờ nè, cô nói cô muốn chào gia đình tôi đó. Bây giờ gia đình tôi có đông đủ mọi người rồi, cô chào từng người giùm tôi cái đi. Có thể nói cho ba biết là bây giờ hai đứa đang cãi nhau về cái chuyện gì không hả? Tự nhiên bây giờ đang yên đang lành, tự nhiên giờ hai đứa cãi nhau, thật sự là muốn biết cái chuyện mà đầu đuôi ngọn cỏ đó, nói đi. Dạ. Chuyện là sao? Bây giờ đằng nào lát nữa con cũng đi. Ừ. Cho nên bây giờ nè, có mặt hai bác, có mặt anh Dĩ ở đây, có mặt tất cả mọi người. À, anh nói đi. Anh có ngon thì anh nói là hả? Anh cãi lộn với tôi chuyện gì đi. Anh có ngon anh nói đi. Nói đi con. Ờ mà khoan nói đã. Không được, không được. Sao bác, con? Bây giờ bác gia đình mình là có mặt đầy đủ ở đây rồi. Bác mời giùm con tổ trưởng tổ dân phố. Tổ phó tổ dân phố. Rồi hả, mời luôn cô Sơn, cô Liệu. Mời hết vô đây luôn. Bảo vệ đầu trên xóm dưới hay gì mời hết vô. Con muốn mọi người ngồi đây nè, giống như một cái phiên tòa vậy đó, mọi người làm chứng cho con. Đó, bây giờ anh kể đi. Tôi phải có mặt ở đây để tôi chứng kiến. Tôi không muốn tôi đi ra ngoài xong mà anh đơm đặt, anh bịa chuyện gì tôi đó đó, anh kể tôi đi. Tôi không có kêu mấy người kia qua, kêu mấy người kia qua là cả xóm cả làng, cái quyện này biết hết mấy cái chuyện gia đình tôi không đồng ý cái chuyện đó. Tôi chỉ muốn những người trong gia đình của tôi thôi. Bây giờ nhưng cô mà chuyện gì? Bây giờ con không kể đâu. Sao vậy? Ủa, sao không kể? Anh lén lút anh định hay là đợi tôi đi ra ngoài xong anh kể xong anh vu khống, anh đổ hết mọi tội lỗi cho tôi hả? Tôi không có ngu được nghe. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Nó là nhân vật chính, phải có mặt nó ở đây chứ. Để có gì nó biện hộ cho nó chứ. Bây giờ cô không đi đúng không? Cái gì vậy? Tôi vô tôi lấy đồ cho cô. Dũng à. Bác thấy chưa? Trời ơi, cái gì vậy Dũng? Bác ơi. Sao? Yên tâm, có gì có hai bác đây nè. Bình thường, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Ôi, thiệt tình luôn á. Không sao hết, đừng nói. Con không có đi, con. Trời ơi, Dũng. Trời ơi, cái gì vậy Dũng? Sao con cạn tàu? Còn thiếu cái gì nữa không? Nói tôi vô tôi lấy luôn lên.
còn thiếu trái tim của tôi nè. Chị Duyên, trái tim của cô trong con người của cô đó. Tôi làm sao giữ trái tim của cô được? Con đã để quên trái tim ở đây rồi. Bây giờ mà đuổi con đi như vậy á, bác thấy không? Bác thấy con coi như là cạn tình với con chưa? Nó nói trái tim mình là tình cảm đó con à. Đang muốn làm tiền con đó ba má. Có tiền cho cổ đi, cho cổ đi lẹm con. Cái gì làm tiền ở đây? Bác thấy không? Từ bữa đến giờ, sao mà bây giờ nghĩ con làm tiền này nọ. Anh có cho được tôi cái gì chưa? Thấy chưa? Bây giờ lỗ nó có đòi cho đó. Cô muốn lấy luôn căn nhà này hay sao? Trời ơi. Căn nhà này bác thấy chưa? Bây giờ anh đòi cướp tài sản. Anh không chia cho anh sĩ luôn. Tôi không ngờ cái mặt anh như vậy luôn á. Trời ơi, thiệt tình luôn. Thiệt bây giờ sao mà cái chuyện gì đến nỗi mà lớn lao như vậy? Từ trái tim rồi tiền bạc rồi tới giấy tay tài sản là sao con? Trời ơi, con người cô khủng khiếp quá. Cô chia rẽ nội bộ gia đình tôi luôn rồi đó hả? Bác ơi, bây giờ bác thấy chưa? Anh muốn đuổi con đi như vậy. Anh vẫn không nói lý do. Anh mà không nói lý do là tôi không đi. Trời ơi, Dũng ơi, Dũng ơi. Mày. Trời ơi. Tôi nói cho cô biết cô không đi là trễ giờ, xe nó chịu đó nha. Cô đi đi. Con. Đi. Con đi luôn cho vừa lòng. Con đi. Đợi tôi chở mới đi đúng không? Chật thiệt tôi tức dễ sợ. Đúng tù xì ai chở ai không mà mày không hiểu. Trời ơi. Leo lên đi. Đúng anh tù xì mà mày không hiểu. Con. Bảo trọng nha con. Giữ gìn sức khỏe nha con. Cô cầm không có được. Cô kéo đi. Trời ơi con. Nó kéo cái này nó tới ngoài bến xe là coi như là chỉ còn có cái tay cầm thôi đó. Trời ơi. Ôm lấy người sao không ôm mà kéo vậy trời. Tiêu thiệt rồi con. Trời ơi thương quá, nó thương thằng Dũng quá, nó thương thằng Dũng. Thấy chuyện tình của anh nó bị gãy đổ, nó thương tội nghiệp quá trời luôn. Con. Giả chờ vô xe hết xăng à. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.